Cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã giải cứu hơn 400 cá thể động vật bị buôn bán bất hợp pháp sau một cuộc truy quét tại Barcelona. Đa số các cá thể này là chó con và mèo con thuộc các giống chó mèo đắt tiền. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 13 đối tượng liên quan. Đoạn phim cho thấy cảnh sát đột kích vào các ngôi nhà, trung tâm thú y và cửa hàng thú nuôi, bắt giữ các nghi phạm và đưa động vật vào các lồng riêng biệt. Một số con đã chết do thiếu sự chăm sóc và vận chuyển bằng đường bộ trên các phương tiện chật hẹp, thông khí kém và không vệ sinh. Chiến dịch bắt đầu từ năm 2020 với sự phối hợp của nhiều lực lượng cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật ở Tây Ban Nha. Cảnh sát cho biết 13 đối tượng đã bị bắt vì nghi ngờ lạm dụng động vật, lừa đảo, làm giả tài liệu và rửa tiền. Đường dây buôn bán bất hợp pháp này trải dài từ Madrid, Barcelona tới Andorra và các nước Đông Âu. Cảnh sát đã hợp tác với Interpol và cảnh sát Andorra để phong tỏa tài sản và các công cụ tài chính của những kẻ cầm đầu đường dây này.